Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Rồng Sinh Tồn. Và hiện tại thì mình đã chuyển sinh thành một chú rồng và có được một cái khởi đầu khá là thuận lợi khi mà mình đã đào được rất là nhiều khoáng sản ngay trong ngày đầu tiên. Nhưng mà hiện tại thì cái nơi ở của mình thì nó chưa được gọi là thuận lợi cho lắm nha. Xung quanh mình, đó các bạn thấy đó, mới sáng sớm thôi. Cướp bóp nó tìm tới nhà. Trời, nó còn cưỡi cái con giám hộ nữa. Ô mày chuối thiệt. Đó, ở đây hoài thì không ổn đâu. Có ngày nửa đêm mình ngủ rồi nó lên là nó cướp sạch mình luôn ấy. Nguy hiểm cực. Thế nên là bây giờ mình sẽ tranh thủ mình lấy hết toàn bộ cái số khoáng sản mà mình nấu ra rồi. Mình đem đi cất liền, kẻo bọn chúng lên cướp của mình á. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu lên đường để đi tìm một cái khu vực mới nó an toàn hơn và nó có cái địa hình thuận lợi hơn cho mình. Chứ cái nơi này địa hình nó cũng không đẹp nữa, nước xung quanh cơ mà, rất là nguy hiểm với một cái loài rồng hang động giống như mình. Trong lúc ở đây mình xem lại cái kho đồ á, thì mình phát hiện ra mình không chỉ là không thể dùng được khiên, mà kể cả nỏ mình cũng không được dùng. Trời, làm rồng không hề sung sướng đâu. Không bay được thì chớ, bây giờ còn không dùng được nỏ nữa. Thôi xong rồi, lụm cục kẹo mình rồi. Không tấn công tầm xa là bắt buộc mình phải cận chiến liên tục ấy. Chấp nhận cái rủi ro đó thôi, chưa biết sao giờ. Và để bù lại cái nhược điểm là không thể kiểu như tấn công tầm xa, thì mình sẽ đầu tư vào cái lượng giáp khi mà cận chiến. Mình sẽ tạm thời cởi cái giáp sắt ra. Sau đó mình sẽ làm một cái bộ giáp mới hoàn toàn bằng kim cương. Đây là toàn bộ số kim cương mà mình cày được trong ngày hôm qua này, dư để làm một bộ giáp luôn. Rồi tới công chuyện. Số kim cương còn lại thì mình sẽ để dành, sắp tới mình có dùng thì dùng gì thì dùng ha. Còn bây giờ thì lên giáp kim cương thôi. Ui giời ơi, chưa gì là mình thấy hơi bị đẹp rồi đó nha. Và cuối cùng là cái nón. Rồi, giờ thì mình đã full giáp luôn rồi. Vừa đẹp mà vừa trâu nữa. Mấy tên ở dưới chuẩn bị xác định với mình. Nhảy xuống mình khô máu luôn. Chưa, từ từ. Đừng ẩu. Nhảy xuống là gãy chân á. Hôm qua là mới nhảy cứu là bị chảy máu tè le học me. Ủa? Ủa cái tên này. Ủa cái tên này có lá cờ trên đầu. Không ổn rồi. Ôi, còn có tên cầm pháo nữa. Au, nguy hiểm vậy. Mình bị đột kích rồi. Ôi không. Này thì dám đột kích mình hả? Quay bọn chúng kéo tới nhà để đột kích mình. Nguy hiểm quá. Mình đã biết tại sao hôm qua mình bị chảy máu rồi. Đó chính là khi mà mình bị tấn công xuống một cái lượng máu nhất định thì mình sẽ lập tức rơi vào trạng thái chảy máu liên tục, rất là nguy hiểm luôn. Nên là khi chiến đấu mình phải tránh cái trường hợp mà máu mình quá thấp nha, không thì lại nguy hiểm đấy. Ủa? Ồ, dưới này còn một cái rương mà mình chưa có loot nè. Ê. Ôi, cái gì nữa vậy? Ồ, bọn chúng có dẫn theo tên pháp sư hay sao vậy? Ôi, cái tên nào vừa tấn công mình vậy ta? Nguy hiểm quá. Thôi, chắc lên trên ngủ một giấc đi. Mà sau khi thức dậy á, thì chắc mình sẽ dùng một ít cái bạc của mình nè, để mình nâng cấp vũ khí đi. Mình tính là mình sẽ làm một cái cây handle. Đây. Sau đó thì mình sẽ làm một cây kiếm mới. Cái cây này là một cây saber ha. Nó sẽ tăng đam vô những cái thanh niên nào mà không mặc áo giáp. Những con zombie cũng sẽ bị gây thêm sát thương nữa. Mình nghĩ sẽ rất là tốt đấy. Ok, thử nào. Mình sẽ thay thế cho cái kiếm sắt của mình. Rồi. Bây giờ thì thử đi quẩy một hôm ha. À mà trước tiên thì đi xuống dưới lấy cái thuyền cái nè. Mình không thể lội qua cái đầm lầy này đâu. Lội qua là xác định luôn á. Mà hôm qua mình bị dí quá, thành tử ra mình chưa kịp giải cứu những cái anh người sắt bị bắt cóc trong cái chỗ cướp dân làng này. Nè, ở đây có một anh người sắt bị bắt cóc này. Ấy. Ôi hình như mình đánh nhầm ảnh thì sao á. Ôi thôi xong rồi. Vậy thôi khỏi giải cứu luôn đi.
Mình lỡ đánh nhầm người ta rồi, người ta giận rồi. Đánh mình con cái mà chảy máu tung tóe luôn. Nguy hiểm thật sự. Thôi, chịu khó đó thêm một thời gian nha anh người sắt. Nào vui vẻ lại đi rồi mình giải cứu sao. Giờ trước mắt là mình sẽ lên đường để đi tìm một cái vùng đầm lầy, hoặc là một cái nơi nào đó ít ra thì nó sẽ phẳng phẳng một xíu, và nó không có bị nước bao quanh giống như vậy, để mình có thể làm một cái ngôi nhà và bắt đầu định cư ở nơi ở đó thôi. Dự định của mình là như vậy. Ồ, mới đi được một đoạn tí tẹo thôi, mình đã gặp được một cái danh trại gì rồi nè. Có rương luôn. Ồ, được quá ta. Trong đây coi có kim cương không. Yêu không có kim cương, nhưng mà có thịt thì cũng ok. Mình lấy về xíu mình làm thịt khác mình ăn. Đây còn có ong nữa chứ. Ồ, có tổ ong nữa nè. Ồ, nhưng mà không được, giờ mình lạng quạng mình đụng vô tổ ong, ong dí quýnh mình là sao. Không được, giờ mình là chỉ là một chú rồng nhỏ thôi. Ôi, ở đây còn có tòa tháp nữa. Ồ, tòa tháp đầu tiên. Nhưng mà không biết là có nhiều quái hay không. Làm liều thôi chứ biết sao giờ. Ồ, tầng dưới có vẻ khá là an toàn nè. Không có quái gì hết. Với cả bây giờ ban ngày nữa, nên là mình không sợ đâu. Với lại một xíu mà tên nào chống cự mình là mình sẽ khà lửa liền á. Mình có kỹ năng phun lửa. Ui ui ui, chưa gì gặp nó thiệt. Để mình phun lửa nó. Ui, ui chết rồi, mình phun lửa hụt ơi. Oh god. Ây da, phun lửa hụt chứ. Rồng lửa nhưng mà phun lửa hụt. Trời đất ơi. Ui, nó cho mình một cái trái tim nè. Dạy, ăn trái tim này mình sẽ lên được tuổi ấy. Hiện tại thì mình đã được 4 tuổi rồi. Và mình đã đủ 10 trái tim rồi cả. Quá tuyệt vời luôn. Ôi ơi, lại một con nữa nó tìm tới mình. Đi ra chỗ khác. Đi ra chỗ khác nha. Ôi nhưng mà cái cây saber này có vẻ là nó cũng không quá mạnh đâu nha. Mình thấy nó mạnh cũng cỡ cỡ cái kiếm sắt của mình thôi. Ui da, ở đây còn có hai con xương lận ạ. Để mình phun lửa nó. Đốt cháy các ngươi. Xong rồi ta chạy. Chạy để hồi phục lại. Ôi rồi cháy rừng rồi. Ôi thôi xong rồi, lại mang tiếng đốt rừng nữa rồi. Mình không cố ý đâu, mình vô tình thôi. Tại các ngươi không á. Tại các ngươi mà ta mang tiếng đấy. Thôi rồi, không cứu vãn kịp rồi. Phải nó cháy xương xương thì mình còn cứu kịp. Còn cái này nó cháy quá trời cháy rồi, sao mà cứu nổi. Thôi lên trên tiếp đi. Ồ, đây có thêm lòng spawn nè. Chắc bây giờ mình sẽ tập trung vào việc kiểu như là đập hết cái spawner đi. Và sau đó mình loot đồ sao cũng không có muộn. Đây nữa nè. Đập luôn cái lòng spawner này. Đây không có. Ok. Lên tầng cao nhất coi. Vẫn còn nha. Ui hình như có con vét. Yêu. Thôi xong rồi, mình ghét con này. Ui may quá, nó yếu máu rồi. Hả, hết rồi. Yes. Hay là bây giờ mình đã chính thức dọn sạch spawner trong cái tòa tháp này và có thể loot đồ một cách an toàn rồi. Đầu tiên là mình sẽ lấy vàng trước đi. Nó có một mớ vàng ở đây nè. Cái waystone hả? Bỏ vô túi luôn. Giờ đi xuống mấy tầng dưới nè. Cũng nhiều rương phết. Màn da phantom. Bản đồ. Bên này thẻ tên đồ nữa. Ok. Gỗ thì ok mình sẽ lấy luôn đi. Nhỏ một xíu mình còn thì sao. Dưới này có bộ giáp vàng nè. Nhưng mà giáp vàng thì không được mạnh cho lắm nên là thôi mình sẽ không lấy đâu. Bên này thì cho mình bụi rồng elder. Áo vàng đồ nữa. Cũng hay. Ok, sơ qua thì cái công trình đầu tiên mình khám phá nó cũng cho mình được một ít đồ. Và rồng hang động thì có một cái ưu điểm, đó chính là khi mà mình đứng trên lửa thì cái tốc độ hồi lại cái thanh năng lượng rồng của mình nó sẽ khá là mau luôn. Nó mau hơn bình thường một tí ấy. Nên là khi mà mình phun lửa thì mình có thể nhảy vô mấy cái đống lửa để vừa bảo vệ mình nè và vừa chiếm lại ưu thế luôn. Cũng khá hay. Ê, đằng kia mình thấy có mía kìa. Đó là hướng mình cần á. Để có gì sau này mình còn làm bàn cường hóa nữa. Qua đó lấy mía cái đi.
Nhưng mà đi nãy giờ mình chưa thấy cái vùng đồng bằng nào hết nha. Đồng bằng trong đây khó tìm thật sự luôn á. Gì đây? Ê ê ê, heo rừng. À, nó dám dí mình hả? Ngươi dám dí rồng mà, heo mà dám dí rồng hả? Mình sẽ nướng nó. Bữa nay mình sẽ làm món heo nướng. Đứng lại, nãy ngươi dí ai? Nãy ngươi dí ai hả? À, này thì ăn hiếp mấy cái con heo khác. Ui ui ui, đó đó đó, cháy chưa cưng, cháy chưa cưng. Này thì dám dí mình. Ôi mà con heo này nó không rơi ra thịt ta. Lạ vậy. Nè nữa nè, đầm lội nó nè. Mình sẽ xử con heo rừng này. Đó, giờ nó mới chịu rơi ra thịt nè. Được một miếng thịt heo. Và cạnh đây nó còn có một cái ngọn núi nữa chứ. Lên thử xem. Coi coi trên đỉnh núi có gì nè. Trên núi thì nó có một cái chỗ này nè. Để mình coi coi đây. Oh, đây là một cái chỗ có cái rương. Và cái rương này sẽ cho mình táo vàng. Ồ, cũng tốt đấy. Quay màn đêm trong đây nguy hiểm thì chứ. Đằng kia còn có con xương, cưỡi ngựa xương nữa. Đây, để mình qua đó mình xử nó luôn. Biết đâu mình lại có ngựa xương để cưỡi thì sao. Để mình ăn vô cái đó. Rồi, tới công chuyện với nó nào. Khô máu nó. Này thì con xương. Nhảy xuống đi. Đưa ta ngựa xương. He he, xong phim. Nó còn rơi ra cả trái tim nữa cơ à. Ăn luôn, ăn trái tim này thì bây giờ mình sẽ có thêm được một tí máu rồi kìa. Hiện tại thì mình đã là một chú rồng 6 tuổi rồi đó nha. Quá đã luôn. Ê, nó còn có một cái tàn tích cổng địa ngục ở bên này nữa nè. Why? Để coi coi mình có thể cưỡi được ngựa hay không. Mình có yên á. Ê, nào nào nào, ngựa đứng yên nào. Ơ, à, không cho cưỡi à. Oh no. Rồi luôn, như vậy là gồng không thể cưỡi được ngựa rồi. Tiếc gì ta. Quá nhiều thiệt thòi khi mà trở thành một chú rồng luôn ấy. Thôi, chấp nhận sự thật phủ vàng đó thôi. Giờ thì để mình lấy thêm vàng ở đây cái đã. Được hai khối free. Ở đây thì có thêm táo vàng cho mình nữa. Trên núi còn có cái. Ủa, cái đó là trái bí ngô ấy. Oh no, hình như là cái tên cầm rìu. Cầm rìu hay cầm lưỡi liềm gì đó. Ghê vậy. Để mình qua mình tiếp chiêu với hắn coi. Với lại là mình muốn luyện tập cái kỹ năng phun lửa của mình cho nó chuẩn hơn. Cháy chưa cưng? Ui, chưa cháy. Ui, cháu vậy. Này thì trâu nè. Hắn rơi ra cho mình những cái pumpkin poop. Cái này ăn cũng tốt này. Ok, lại có thêm đồ ăn. Rồi, trên ngọn núi này. Ui, có ma à. Ui, ma thiệt. Chạy. Kệ nó. Ghê quá à. Trong đây có rương không? Ui, ma dí. Này thì mấy con ma dám hù dọa mình á. Mình sẽ đốt nó. Mình sẽ phun lửa nó. Ui, nhưng mà phun lửa không xi nhê mấy con ma này. À, cái gì vậy? Phun lửa nè. Vẫn không xi nhê. Ui, mình bị 3-4 con ma nó dí nó đập. Ai, còn chảy máu nữa chứ. Không ổn rồi. Ui, đừng có dí nữa mà. Khổ thiệt. Nó dí sát sau lưng mình kìa. Chạy thôi. Cái gì nữa đây? Mình tính quay lại đập cái rương mình. Nó còn xuất hiện Ripper điện nữa kìa. Cái chuyến đi này bất ổn thiệt luôn ấy. Thôi, vậy là đành ngậm ngùi bỏ qua chỗ đó đi. Nhiều khi vì cố lút cái rương đó mà bỏ mạng thì không đáng đâu. A few moments later. Cái gì nữa, vẫn dí theo. Cái what the heck. Rồi chiếc này mình lành ít dữ nhiều rồi. Nó vẫn dí theo mình này. Ui, nó quýnh mình chảy máu dữ quá. Rồi thôi xong rồi, tàn đời mình rồi. Please. Đừng. Ăn nhau nha. Mình cần hồi phục. Hồi phục thì mới chạy được. Đã vậy còn bị gắn cắn nữa. Gì hoài vậy?
Thôi mà. Rồi tới cái vùng nước không à, nguy hiểm đây. Oh no. Rồi bên đây có chim đó. Rồi thôi xong rồi. Đấy. Bây giờ mình là chú gồng con nên là con nào nó cũng muốn ăn hiếp đấy. Mình sẽ ghi nhận cái mối thù này. Được lắm. Bữa nay các ngươi đánh ta đúng không? Mình sẽ sớm quay lại và trả thù từng con thôi. Ấm ức thiệt sự. Ồ, trong đây mình còn một cái trái tim nè. Ok, mình sẽ ăn trái tim này để tăng thêm máu mới được. Đó, giờ thì mình đã có được 11 trái tim rồi. Tuy nhiên á, thì cái cây Saber hồi nãy của mình thì nó dùng không tốt cho lắm á. Nên là tạm thời mình sẽ không dùng cái cây Saber này nữa. Mình sẽ chuyển sang dùng một cái cây kiếm nó tốt hơn. Và cái kiếm này thì mình sẽ dùng Platinum để mình làm luôn ha, cho nó tiết kiệm. Đây, nó là một cây kiếm dài. Và cây kiếm này có 9 sức tấn công lận. Mình sẽ trang bị vào thì hy vọng là lần này cái khả năng tấn công của mình nó sẽ tăng lên. Chỉ tiếc là chuyến đi vừa rồi thì mình vẫn chưa có tìm được một cái nơi thuận lợi để mình có thể định cư ấy. Nên là chắc mình không thể dừng lại đâu. Mình phải đi tiếp thôi, nhưng mà đi về một hướng khác. Hướng này có vẻ không được may mắn cho lắm rồi. Chắc mình sẽ đi ngược về hướng bên đây đi. Mình nghĩ nó sẽ may mắn hơn nè. Ủa sao mình nhìn cái chỗ nghĩa trang này nhìn quen quen người ta, giống chỗ hồi nãy vậy? Phải không? Chỗ nãy mà mấy con ma nó xuất hiện rồi nó dí mình á. Giống lắm. Ờ nó đó. Ui nguy hiểm vậy. Lần này mình sẽ rút kinh nghiệm mình đập luôn cái rương. Mình không mở, mở là nó sẽ xuất hiện mấy con ma ấy. Và nó cho mình được một ít quặng đồng với lại quặng bạc. Ok. Đâu thế nào mà ha. Biệp mình thêm một lần nữa. Có kinh nghiệm rồi. Ý, phía đằng này mình thấy có cái người gì lạ lạ nè. Tiểu phu à. Ủa sao người này sợ mình vậy? Ê, tôi là chú rồng thân thiện, tôi không hung dữ đâu. Cái người này gặp mình sợ như sợ cọp đấy. Thợ săn dân làng mà vậy đó. Trời ơi, nhát như vậy. Người đó thì không có trao đổi gì với mình hết. Nhưng mà hơi nhát nha. Trời, thợ săn phải dạng dĩnh hơn chứ. Đằng kia là nhà của cái người áo cam kia à. Ê, nguy hiểm, nguy hiểm. Cẩn thận, lọt xuống dưới là mệt á. Đây là kiểu như Wandering Traitor, kẻ phản bội lang thang. Người này còn nuôi gà, rồi nuôi lừa các thứ rồi. Ui, nhiều gỗ nhỉ. Sắp tới mình cần phải kiểu như là xây nhà á. Mấy cái này chắc sẽ giúp ích cho mình đây. Lại gặp người tốt trong chuyến khám phá rồi. Uầy, đúng là xui cái kia thì được cái này ha. Nè, người này lại cho mình thêm ngọc lục bảo đâu. Thịt gà nữa chứ. Quá là tuyệt vời luôn. Ui, quá trời quá đất này. Mình mà không lấy là phụ lòng người ta đó. Người ta còn có than để cho mình nung sẵn luôn nè. Người đâu mà tâm lý dữ không biết nữa. Ok, cảm ơn nhiều nha. Trời ơi, nè nè, tặng lên nè. Tặng công long á. Anh đù. Đi tiếp coi. Bên đây thì có tàn tích cổng địa ngục nữa. Nhưng mà cái tàn tích này thì lại không có kiểu như là sao ta, khói vàng rồi. Ôi nhưng mà khoan, từ từ. Mình không chỉ ảnh hưởng bởi nước đâu, mà những thứ liên quan tới nước hoặc là lạnh lạnh thôi mình cũng bị ảnh hưởng, chẳng hạn như là tuyết. Đây. Mình đứng trên tuyết thì mình cũng sẽ bị ảnh hưởng và mất máu đấy. Nên là cũng phải cẩn thận. Và đây là gì nữa? Ủa cái gì mà có nước ghê vậy? Trèo xuống thử coi. Đây là đây là kiểu như làng à. Hình như một ngôi làng dưới lòng đất. Hay là cái nhà ngục vậy? Có quá trời sách luôn. Ê, vậy là mình không cần phải lấy mía nữa rồi. Mình có thể lấy sách ở đây mang về. Và sắp tới mình làm bàn cường hóa được luôn. Tiết kiệm biết là bao. Hơi thiệt sự. Đây còn có rương nữa nè. Cung để coi mình có cầm được cung không. Mình cũng không có cầm được cung luôn. À tiếc vậy.
Mình sẽ đi tiếp coi coi trong này còn giấu cái gì nữa không. Ú, đầu xương đen. Ây, đã gì ta. Vô tình vào cái công trình này và có được đầu xương đen free luôn. Hên thật sự. Vẫn là chỗ giống vậy. Coi còn cái đầu xương đen nào khác không. À lần này thì hết đầu xương đen rồi. Sao nó vẫn sâu xuống thế nhờ. Vẫn còn một chỗ y rang vậy nữa nè. Và cái công trình đó dắt mình một hồi là tới một cái dungeon khác và có spawner của con zombie đồ các thứ này. Dưới này thì chỉ cho mình sắt bạc cũng như là một cái nón của tên trộm. Wow. Mình còn có thể đội nón của tên trộm nữa nè. Nhưng mà cái nón này có vẻ không đẹp cho lắm. Thôi, cái nón kim cương của mình vẫn đẹp và trâu hơn nên là mình sẽ dùng nó. Oh. Trở lên trên mình mới phát hiện là hồi nãy mình nhìn sót nha. Cái tàn tích cổng địa ngục này nó vẫn có khối vàng cho mình. Vậy cũng tốt. Ngoài ra thì cái tên đó là cái tên thôi miên hay sao vậy? Mà thấy hắn có cái đồng hồ giống như đi thôi miên lắm. Tụi con nào bắn lén chưa bắn lén. Lặng lách đánh võng. Sau đó khạc lửa vô người nó. Này thì dám chọc giận gồng lửa hả? Xác định nha cưng. Ngủng của tỏi liền. Rồi, và trở lại với cái tên này coi. Coi coi. Ồ, hắn ta không có đánh mình. Và cũng không có thôi miên gì mình luôn. Chắc đã hắn ta là một kẻ thân thiện thôi. Ok, vậy thì tốt. Biết điều vậy là tốt á. Đằng kia hình như là độc mặn rồi. Ồ, chính xác. Cuối cùng thì mình cũng tìm thấy đồng bằng rồi. Quay trong đây đồng bằng hơi bị hiếm luôn ấy. Và xem coi chỗ này có thực sự là đẹp hay không đây. View có ổn hay không đây. Oh. Cũng ok. Tương đối phẳng. Cạnh đây còn có cánh rừng gỗ sồi và cạnh biển luôn. Chà, có thể ngắm biển được luôn à. Cũng ok đấy. Như vậy thì chuyến đi này cuối cùng cũng đạt được mục đích của mình rồi. Chắc mình sẽ tranh thủ về nhà rồi chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc mang qua đây và định cư thôi. Nhưng mà các bạn có thấy lạ không? Là trong đây nó không hề có gà, cừu hay là bò luôn. Hồi nãy giờ mình đi khá là nhiều vùng đất rồi đấy. Mà gần như là không thấy luôn ấy. Ồ, vô lý thiệt sự. Trên đường về nhà mình phát hiện ra đây có ngôi nhà của ai nè. Trông cũng rất gì và này nọ luôn. Wow. Ồ, nhưng mà có vẻ đây là chỗ cướp dân làng thì phải. Mình thấy lá cờ của bọn chúng. À, ra là cướp dân làng à. Xác định nó với mình. Mình sẽ khô máu với nó. Ê, nó úp sọt mình. Ê. Trời, nó úp sọt mình sẵn à. Trời ơi, bọn này gian manh thiệt. Tí nữa là đi rồi. Mình nên cẩn thận. Từ từ mà hạ bọn chúng. Ui, nguy hiểm thật sự. Kìa, bọn chúng còn cưỡi vẹt ra để xử mình nữa cơ. Bình tĩnh, không có gì phải vội hết. Đánh với mấy tên này không được vội. Chậm mà chắc. Đó, hắn bị mình đánh một hồi chảy máu rồi cơ. Ây da, hắn cũng đánh mình chảy máu rồi. Nguy hiểm quá. Ê, có tên khác chạy lại nữa. Chỉ cần sơ hở một xíu thôi là mình sẽ bị đánh chảy máu liền. Nên mình phải thật sự là cẩn thận. Sao? Giờ thì có thể an tâm vô được rồi đó. Mình cũng tính dùng hơi thở để tiêu diệt bọn chúng. Nhưng mà như vậy thì sẽ làm cháy luôn cả ngôi nhà. Ổn lắm. Biết đâu mình có thể tận dụng ngôi nhà này làm nơi ở thì sao. Nó cũng khá là đầy đủ tiện nghi cho mình nè. Đồ ăn, thức uống. Wow, còn có kèn để thổi nữa. Wow. Này, quá là tuyệt vời luôn ấy chứ. Giường là giường đôi luôn nha. Xịn ấy.
nhưng mà ở trên mình vẫn còn nghe tiếng của bọn cướp dân làng này. Ui, chính xác rồi. Tên này cầm nỏ. Không sao, mình sửa được. Ồ, ồ, nhưng mà cái rương này thì không nên mở nha. Mở là nổ banh nhà đó. Cẩn thận mới được. Một kim cương. Tốt. Sát hiệu suất nữa nè. Rìu sắc bén với lại hiệu suất luôn. Vậy thì mình sẽ thay thế cho cái rìu của mình. Dùng cho nó tốt hơn. Bên đây thì chủ yếu là ngọc lục bảo với cả là vàng. Mình thấy chỗ này cũng ok phết đấy chứ. Nhiều khi mình có thể tận dụng để làm nơi ở của mình luôn á. Cái gì đây? Dân làng tránh xa. Cái gì tránh xa hoài vậy? Mình nhau không mà tránh xa sao mà được. Vì sắp tới mình là hàng xóm của nhau nữa. Tối lửa tắt đèn có nhau. Không có tránh xa được đâu. Nè. Đó. Sao mà tránh xa được. Thôi nha, sắp tới tụi mình là hàng xóm rồi đó. Thân thiện nhau xíu đi. Mình dỡ cái biển này ra đi. Hàng xóm gì đâu mà không thân thiện gì hết à. Rồi đó, giờ thân thiện hơn rồi đó. Ồ, mình thấy cái chỗ này cũng ok la chứ. Đây, view là ra dòng sông luôn nha. Cũng tốt hơn cái nơi ở cũ của mình. Thôi chắc mình sẽ đánh chiếm cái chỗ này làm ngôi nhà của mình. Hơi bị hợp lý luôn. Giờ thì chắc mình sẽ về nhà để thu dọn đồ đạc và mang qua đây ở thôi. Trên đường về thì mình phát hiện ra chỗ này nó có một cái cánh ruộng của ai này. Ôi, đây là cánh ruộng của người lùn. Mình mới thấy người lùn chạy ngang. Ok ok. Uầy. Thì ra trong cái thế giới này còn có người lùn nữa à. Đây là nhà thợ rèn nữa. Wow. Xây nhà nhỏ nhỏ nhìn xinh xắn vậy ta. Coi coi có rương không. À chắc không có rương rồi. Ok. Ồ có. À rương của người lùn thì chỉ có bánh mì thôi. Tại họ làm ruộng mà. Mà bánh mì thì không phải là thức ăn yêu thích của rồng á. Nên là thôi mình trả lại cho người ta. Không hồi sáng họ lại không có bánh mì ăn nữa. Tội nghiệp. Dưới kia còn có nhà của ai nữa vậy. Đó là một cái lều. À lều của cái người áo cam này nữa à. À là vậy thì lại có thêm ngọc lục bảo mang về rồi. Trời đất ơi cái chuyến đi này. Mình ghé thăm có vài chỗ như vậy thôi mà có cả đống ngọc lục bảo rồi nè. Còn có cả bóng chắc nhờn nữa chứ. Xin luôn. Một cây cúp mới hơn của mình đó nè. Ok trao đổi. Đổi cúp đi. Ê. Hình như mình đi về sai hướng hay sao rồi. Lạc tới một cái vùng đồng bằng. Và nó còn cho mình. Ủa cái gì? What? Ồ. Đó là những cái thanh niên mặc giáp bí ngô kìa. Ủa mà đây là mấy cái hoa gì mà đẹp vậy? Ai. Nguy hiểm vậy. Ồ, hắn còn cưỡi vẹt nữa. Chấp nhận thôi. Thiêu đốt hắn với cả vẹt luôn. Trời ơi, đốt vậy mà không xin nhê hắn. Thì mà đâu dữ vậy? Cực kỳ nguy hiểm nha. Wow. Mới than không có quái vật thì bây giờ xuất hiện đầy luôn rồi. Con Sương đội cái nón của siêu trộm cơ. Này thì đội nón siêu trộm hả? Tịch thu luôn. Còn tên này nữa. Sao ngươi muốn sao? Ừ, lọt xuống nước luôn. Liêu. Lọt xuống nước đi, mình sẽ đốt hắn. Hên cho ngươi là ngươi ở dưới nước đó. Rồi, mình sẽ ghé vô cái nhà này coi. Cái nhà này giống nhà của thợ rèn nữa. Ồ, lại có cái biển dân làng tránh xa. Tôi là rồng nên là tôi không tránh xa đâu. Cứ đuổi người ta, mình tình hữu nghị với nhau. Cứ đuổi. Ồ, có thức ăn nữa nè. Mình gặp mấy người này kiểu như gặp người tốt á. Vô là cứ cho mình thức ăn hoài vậy mình kiểu mình mến lắm. Ok. Đồ ăn các thứ thì lâu lâu mình có thể ghé mấy người này mình xin ít được. Nhưng mà mình không thể xin hoài. Mình cũng muốn nuôi một đàn bò. Hoặc ít ra cũng được một đàn gà đi. Để sau này mình tự mình có thịt mình ăn chứ. Nhưng mà có vẻ
Ý định của mình khá là khó để thực hiện rồi. Mình không thấy gà hay là cù bò gì hết. Như vậy thì sắp tới mình không chỉ tìm cách để mạnh hơn mà còn phải tìm cù bò nữa cơ. Mới về tới nhà đã gặp thanh niên này rồi, thấy ghét. Mình sẽ phun lửa hắn. Ủa dạ, mà phun lửa gần quá. Sao quá, không đốt được hắn. Mình sẽ phun lửa gần xíu. Cháy chưa cưng? Cháy chưa cưng? Rén rồi thì nói nha cưng. Nay là mình đã mạnh hơn rồi, mình không còn yếu đuối như hôm qua đâu. Rồi, và tổng kết sau cái chuyến đi này thì cuối cùng mình cũng đã tìm ra được một cái nơi ở mới. Sắp tới thì chắc mình sẽ dời đồ dần dần qua đó để mình có thể định cư và tiến hành đi tìm kiếm cụ bò để có thể chăn nuôi ổn định cuộc sống của một chú rồng. Bên cạnh đó thì mình cũng sẽ gán cày cấp nữa. Vì là một chú rồng ấy nên cái cấp độ rất là quan trọng nha. Mình càng cấp càng cao á thì những cái kỹ năng của mình này nó sẽ được cộng sát thương khá là nhiều. Nên mình cũng phải cân nhắc nha. Để có thể kiểu như tăng tiến sát thương nè, rồi học thêm kỹ năng mới nữa. Và nói tới học kỹ năng thì mình còn có thể dùng kinh nghiệm để học những kỹ năng, và nó tăng cho mình những cái điểm năng lượng rồng nữa cơ. Nhưng mà nói chung hôm nay như vậy là cũng khá là thành công đối với mình rồi. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong cái hành trình tìm kiếm sức mạnh của một loài rồng nguyên thủy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.